Nước theo tiếng nhạc, tay cầm nón, các em uốn nưng, biểu diễn hết mình, vinh dự, nhận giải múa học sinh toàn huyện. Phía sau thành công ấy, là cô giáo Nưu Đình. Ngồi xổm nào, 2, 2, 3, 4, dùng đầu gối gõ nhịp. Nhún chân, hai tay hướng lên trên, chị đứng trên cùng, phối hợp tiết tấu, vỗ tay, hướng dẫn các em chuyển bước từng nhịp, tỉ mỉ ân cần. Điều chỉnh tư thế, chị đến từ Cáp Nhĩ Tân, cử nhân Học viện Ngoại ngữ Liêu Ninh. Suốt thời học sinh, là thành viên đội múa, lấy chồng Đài Loan đã 13 năm, tích cực hoạt động trong trường. Được hiệu trường phát hiện năng khiếu, chị dạy múa, bắt đầu từ trong trường lớp múa. Giống như liên hợp cúc nhỏ, học sinh tân di dân, học sinh dân tộc đều có, để chị cảm nhận văn hóa các dân tộc khác nhau. Các em mang đến cảm nhận văn hóa, từ ngạc nhiên lạ lẫm đến thân quen thấu hiểu, giữa chúng tôi không có khoảng cách. Nếu không khí ấy có thể nhân rộng, chắc chắn mọi người thêm hiểu về tân di dân và giang tay đón nhận. Một người thích ứng tốt, kỳ thực lúc mới sang, cái không thể tiếp nhận lại là cái này. Khi người Cáp Nhĩ Tân mất, 3 ngày là đưa, khi đó bố mẹ chồng mất, phải đặt ở chính giữa phòng khách, thời gian ấy buồn lắm, cũng rất khó thích nghi. Ngoài chăm sóc tốt học sinh, chị còn chia sẻ với phụ huynh tân di dân về những ý kiến khác nhau. Gia đình tham gia thực sự không nhiều đến vậy. Một số bà mẹ không dám ra ngoài, thậm chí do mẹ chồng không đồng ý. Tôi thấy nếu bạn không ra ngoài, sẽ càng khó hòa nhập vào xã hội này. Sinh ra ở Cáp Nhĩ Tân, lại sống ở Đài Loan, nơi đâu chị cũng được sống với đam mê đầy nhiệt huyết.